xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con. Chúa Cha, màu nhiệm khôn khéo tình yêu bằng hội cực thánh là nguồn khởi nguyên mầm sống và muôn phúc lành. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thế nhân loại. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa. Xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con ơi. Lòng thương xót Chúa ngồi lời nhập thế thế nhân. Ngàn muôn thương tín mở ra yêu thương của Chúa. Từ nguồn thánh tâm mạnh suối ngàn ơn khoan lòng, lòng thương xót Chúa rửa sạch đổi mới muôn lòng. Xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con. Xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con ơi. Lòng thương xót Chúa ân bù đời con tháng năm và ban sự sống phục sinh vinh quang ngàn kiếp. Ngài gìn giữ con khỏi chốn trầm luân muôn đời. Lòng thương xót Chúa gọi mời về chốn quê trời. Xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con ơi. Xin tin thác lạy Chúa Giêsu Chúa con
một tình yêu tha thiết chung tình, mà sao nỡ người bạc tình. Hãy quay về người ơi, cùng Thiên Chúa nhân từ. Người là Cha từ ai, chỉ mong chờ thứ tha. Nhật ký 326. Một lần kia, Chúa Giêsu nói với tôi: ánh nhìn của Cha trong bức hình giống như ánh nhìn của Cha từ thập giá. Nhật ký 327. Một lần kia, Cha giải tội. Cha Sobocco hỏi tôi nên đặt hàng chữ vào chỗ nào, vì bức hình không còn chỗ cho mọi thứ. Tôi thưa lại: con sẽ cầu nguyện và sẽ trả lời cho cha vào tuần tới. Khi rời tòa giải tội và đi ngang trước thánh thể, tôi đã được ơn hiểu biết về hàng chữ trong bức hình. Chúa Giêsu nhắc cho tôi nhớ lại những gì người đã nói với tôi ngay lần đầu tiên, tức là: lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa, phải được ghi nổi bật. Tôi hiểu Chúa muốn toàn bộ những hàng chữ phải ở chỗ đó, nhưng người không ban mệnh lệnh trực tiếp nào về hiệu quả như người đã làm đối với những chữ này. Cha sẽ ban cho người ta một chiếc bình để dùng, mà đến với những ân sủng từ nguồn mạch lòng thương xót. Chiếc bình ấy là bức hình với hàng chữ: lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Nhật ký 328. Ôi tình yêu rất mực tinh rồng, xin hãy cai trị tâm hồn con với tất cả sung mãn của Chúa, và giúp con hết lòng trung thành thực thi thánh ý Chúa. Nhật ký 329. Kỳ tĩnh tâm 3 ngày gần kết thúc, tôi thấy mình đang bước trên một con đường gập ghềnh. Tôi chao đảo vấp ngã nhiều lần, nhưng nhìn thấy sau lưng có một bóng người vẫn đỡ nâng tôi. Tôi không thích như vậy nên yêu cầu người ấy hãy để mặc tôi, vì tôi muốn bước đi một mình. Nhưng bóng người mà tôi không thể nhận ra ấy vẫn không rời bỏ tôi một giây phút. Tôi không nhẫn nại được, quay lại và xô người ấy ra. Lúc ấy tôi mới nhận ra đó chính là mẹ bề trên Irene. Nhưng cũng ngay lúc ấy, tôi cũng nhận ra đó không phải là mẹ bề trên, mà là Chúa Giêsu. Chúa chăm chú nhìn tôi và cho tôi hiểu người rất đau đớn khi tôi không vâng lời theo ý bề trên, dù trong những điều nhỏ mọn nhất. Chúa phán: vì đó là ý của chính cha. Tôi xin Chúa tha thứ và tận đáy lòng nghiêm chỉnh đón nhận lời sửa dạy. Nhật ký 330. Một lần kia, Cha giải tội bảo tôi hãy cầu nguyện theo ý chỉ của Ngài, và tôi khởi sự làm một tuần cửu nhật kính mẹ Thiên Chúa. Việc làm chủ yếu trong tuần cửu nhật là đọc kinh, chào kính nữ vương,
9 lần. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi được nhìn thấy mẹ Thiên Chúa bồng Chúa Giêsu hài đồng trên tay. Tôi cũng thấy cha giải tội đang quỳ dưới chân mẹ và tâm sự với mẹ. Tôi không hiểu Ngài thân thưa những gì với Đức Mẹ, vì tôi cũng đang bận hàn huyên với Chúa Giêsu hài đồng. Chúa trườn xuống khỏi tay Đức Mẹ và đến kề bên tôi. Tôi không thể nào không say sưa chiêm ngắm vẻ dễ thương của Người. Tôi không nghe được tất cả những lời mẹ Thiên Chúa nói với cha giải tội, trừ một đôi lời. Mẹ không những là nữ vương thiên đàng, mà còn là mẹ thương xót và là hiền mẫu của con. Bấy giờ, Đức Mẹ dùng tay phải nắm vạt áo choàng và phủ lên vị linh mục. Ngay lúc đó, thị kiến chấm dứt. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, cách riêng các bệnh nhân rất thân mến. Chúng ta vừa mới trải qua tuần 9 ngày khấn lòng thương xót Chúa, và hôm nay chúng ta lại bắt đầu tuần 9 ngày mới. Hôm nay là ngày thứ nhất, chúng ta hiệp ý với nhau cầu nguyện trong tuần 9 ngày. Ngày thứ nhất, cầu cho toàn thể nhân loài, cách riêng các tội nhân, trong đó có tất cả chúng ta. Xin Chúa ban ơn sám hối, xin Chúa tha tội để chúng ta sống hạnh phúc trong con cái của Chúa. Trong giờ khấn này cũng xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em hiện diện, cầu nguyện theo ý Người xin, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già cũng như những gia đình đang gặp khó khăn, và cũng hiệp ý cầu nguyện cho quý vị ân nhân của lòng thương xót còn sống hoặc đã qua đời. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta khai mạc với kinh Chúa Thánh Thần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ơn tràn chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ơn ô con ngày đêm, nhuần thâm xác hồn tràn lan ơn thiêng. Mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lương thực của con là chính máu thịt của Chúa, đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình. Như sông sâu biển rộng, như
lương thực tình yêu nuôi dưỡng tâm linh. Báo ân sâu nghĩa nặng, ôi cao siêu thánh thiền, muôn đời lòng con đâu dám vong tình. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà táng xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống, phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Mời cộng đoàn quỳ. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha,
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Ngày thứ nhất, cầu cho toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hôm nay con hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi, hãy nhấn chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Bằng cách đó, con đã an ủi Ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót,
ban tình Chúa là trắng ân, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng hãy nhìn xem chúng con tin thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào trái tim từ bi lân tuân của Chúa. Đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa, làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại, cánh riêng các tội nhân khốn khổ. Họ đang ẩn mình trong trái tim từ bi vô cùng lân tuân của Chúa Giêsu. Vì cuộc tư nạn của người, xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Mời cộng đoàn ngồi. Lạy Cha đấng đầy lòng trắng ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thân vong. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Rất Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cộng đoàn quỳ. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vậy vùng không làm chuyện rung. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin chúc phúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng con đây, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn sám hối. Chúc lành cho quý vị ân nhân của chúng con còn sống hoặc đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây nhiệm tình vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ và dâu tinh ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngàn hương, để tiếp Chúa Thánh Linh nhân hậu khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu nhiệm tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tin thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tin thác lạy Chúa Giêsu
Chúa con ơi, lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Mầu nhiệm khôn thấu tình yêu ba ngôi thượng thánh là nguồn khởi nguyên mầm sống và muôn phùng lành. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thế nhân loại. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.